bình thường mà sao không có con gái nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Không phải, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị gọi là hơi bị gian nan á. Mà lớn lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác, giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều, cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ. Đó là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được 5 năm ở Bình Dương. 5 năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào. Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ, em ưu điểm của em thì em cũng hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn và là con người của gia đình. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè được các mối quan hệ mới bắt đầu quen. À, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ. Với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa. Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều, nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, ủa thân dám. Em cô gì? Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng thì gia trưởng mới chạy luôn. Tưởng có gia trưởng không? Dạ em ấy cũng bình thường thôi ạ. Bình thường mà sao không có con gái nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Không phải, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị gọi là hơi bị gian nan á. Mà lớn lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác, giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều, cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai, chà. Em có áp lực không em? Áp lực không? Hơi ạ. Vậy thì cái mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái, tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với lễ phép. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Rồi có chiều đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Đã lên đây thì xác định là lấy đấy để kiếm vợ. Kiếm vợ quyết tâm cho bằng được, đó là do em nha. Bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bạn ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi, nhắn mấy lời, nhưng phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe, mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. Không được người cái chắc. Cho nên là áp lực nặng nề quá trời đó. Em xin mời anh điều tra điều biên bên nhà gái em nhé. Dạ em chào anh. Chào em gái. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến, nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. Mình nhận ngập quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền, có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em này cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Cho anh hỏi em. Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng, chung thủy.
và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau. Có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết này có thể mình về ra mặt cũng được. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình để mà mình si mê này thì anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ em ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây anh đâu? Ở đây. Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp, giọng nói của em nó cũng hơi run. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái đứng lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao cho cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha. Bây giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Bây giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng xinh, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và em có thể cảm thấy an toàn ở khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em sẽ đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao, bây giờ ai biết được. Phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Rồi, vị trí cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa. Một nửa mảnh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Anh gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận được chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh. Rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian. Nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cái cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Được không? Đúng rồi. Để tôi qua tôi xin. Giờ 1 giờ cũng đói rồi đó em. Ở đây nó cho ăn cơm khổ lắm em. Bây giờ mỗi ngày em cho AMC ăn được không? AMC ăn ngày có 3 cử à. Được không? Em mà cung cấp thức ăn cho chị Lan á là thức ăn em dễ bán đắt lắm á. Bởi ngoài chị ăn chị còn rủ bạn bè mua nữa kia đó. Chỉ có cái mù thiếu thôi. Giỡn thôi chứ nè, bây giờ nói không chị có giỡn. Nghe. Là muốn ăn thiệt chứ không có giỡn. Chê đồ ăn. Cần em cung cấp thiệt chứ không có giỡn. Nghiêm túc nào, ăn là phải nghiêm túc nha. Một lời đề nghị. Đề nghị là cung cấp thức ăn đàng hoàng. Thiệt, chút xuống Trịnh là gọi điện thoại liền để ăn chiều nha. Không, ăn cung cấp từ sáng sớm. Trời ơi. Sáng sớm mấy giờ em? Ai ăn sớm như vậy? Học sinh hả? Không, bỏ qua chuyện đó đi nha. Mình đang quạo quá cái mình nói lum la. Giờ vô chủ đề chính là nói cho chị Lan nghe là bao nhiêu mối tình rồi. Dạ em chỉ qua ba mối tình rồi. Hai mối tình đầu thì có dài 2 năm, mối tình gần đây thì chỉ có 6 tháng. Dạ. Sao chia tay? Dạ nó cũng giống như bao cặp đôi chắc nó cũng tùm lum lý do hết chị. Như giờ trong 3 mối tình mình chia tay rồi đó, mình thấy mình có sai điều gì không? Cái mình có khuyết điểm gì trong cái những cái câu chuyện tình đó không? Để mốt rút kinh nghiệm chứ. Tại vì trong các mối tình nó đại đa số là nữ cắm sừng em tình nhiều và sau đó em vẫn tha thứ nhưng mà vẫn bóc lỗ lại nên sau đó em cương quyết từ bỏ. Cương quyết cưa sừng bỏ
Đúng rồi, phải cưa sừng bỏ luôn chứ. Để cứ lấp sừng mình hoài đúng không? Rồi thế tội nghiệp không? Mà sao mà để mà bị cắm sừng tới 3 lần? Thì người ta thương quá thôi. Thương quá hả? Dạ, thì em hay để tha thứ. Chung thủy đó. Đúng rồi, đàn ông bao giờ cũng chung thủy em ơi. Nói thật muốn không có chuyện. Còn gì nữa? Kể cho chị Lan nghe bao nhiêu mối tình rồi. Rồi sao? Hả? Ít vậy? Rồi mối tình thứ hai. Trời ơi, vậy là yêu không có được nhiêu hả? Yêu tổng cộng có 9 tháng à? Chắc chưa có gì hết đâu. Chưa có gì. Bây giờ là em muốn mối tình kế tiếp là một người thế nào là hợp với em nè. Đây, giám đốc của tôi, ngài cung cấp mấy ngàn thức ăn, mấy ngàn suất ăn. Còn gì nữa không? Hả? Vui vẻ hả? Anh trường gia là chiều vợ dữ lắm. Rồi còn gì nữa không? Vậy thôi hả? Để qua đây hỏi coi có giống anh trường gia không? Chăm sóc gia đình được không? Được. Quan tâm chăm sóc phụ nữ được không? Có được. Vui vẻ không? Hề hước không? Đó. Lo mấy ngày suất ăn phải là rất là gọi là biết cách chăm sóc, biết cách chăm sóc mọi người luôn. Quan trọng là em thích một người thế nào? Người bên trong nào? Bên trong chị không coi được, chị coi bên ngoài được thôi. Tâm hồn mới đúng không? Em nấu mấy ngàn suất cần gì ta nấu ăn nữa. Đúng không? À, vậy là người phụ nữ cần phải nấu nhiều món hơn nữa hả? À, đó là tiêu chí thôi. Thật ra những cái mà em đưa ra là chị thấy bạn nữ có hết. Được. Bạn nữ rất là xinh. Em gái đi với ai em gái? À, đồng nghiệp hả? Đó. Bạn bên đây đó cũng xinh như nhau vậy đó. Chế mượn cho cái mượn micro ạ. Về mọi hình thì cũng phù hợp với họ đây, từ tiêu chuẩn của họ trong một người điều tra lo lắng cho bạn gái. Và nếu mà được thì nhau họ và anh cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Cảm ơn em. Còn em đi ra em. Rồi không sao. Có anh Quyền Linh. Anh sẽ gọi là hỗ trợ cho em ha. Bây giờ thì mở rào. Mở rào. Tâm lý của Linh bất ổn quá. Rồi để chị quay cho em đứng yên nữa đi. Ngồi xinh đẹp thôi là được rồi. Bắt đầu đi giám đốc. Bản lĩnh như một giám đốc nào? Hai bạn đều tặng nhau sách. Sách bên đó là sách gì? Đây chị bên đây. Rồi, hai bạn nói cảm nhận về nhau đi nào. Khoan, cho chị Lan xin tí xíu. Rồi mời hai bạn. Thank you.
Coi như sáng học sinh ăn xong rồi nó rảnh luôn đó. Ủa sao không có lo suất ăn trưa luôn hả? À. Rồi. 1, 3, 2, 1, chưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị mỗi tập trôi qua chúng ta được đồng nhóm xem họ có một cái đề phòng, mỗi tập trôi qua chúng ta luôn luôn mong muốn rằng họ đi bóng đi bóng đi à, những lúc cũng có những lúc quý vị đừng bóng được bóng đợi không hợp nhau đúng không? Hôm nay tôi mong muốn như vậy à, hợp nhau thì bóng, không hợp nhau thì cũng được có bóng à, làm tổn thương lẫn nhau à, ngày hôm nay thì để xem họ có là hợp với nhau không quý vị nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Nhà gái mời thấy ngồi. Mời nhà trai. Nhà trai, ngồi đi. Nhà trai, nhà gái đã có mặt đầy đủ ở trên sân khấu rồi. Bây giờ thì chúng ta làm quen với nhau ha. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Nguyễn Huy. Hiện tại thì em đang học ở trường trung học cơ sở. Ở một người đang ở thì ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở quê đó. Rồi. Rồi, Vy sinh năm 95, đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chị gái ha. Rồi em trai. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào em. Bây giờ, mình tên là Tám Bông Hôn, hôm nay 32 tuổi. Quê ở Tiền Giang. Hiện tại thì mình làm nhân viên tín dụng của một ngân hàng nữa. Tiền Giang là huyện nào vậy Quỳnh? Cái bè. Cái bè. Bên kia là ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, bên này ở quận 10 nha. Mình là ở quận làm quận nhất đúng không? Dạ. Rồi mình ở quận nhất luôn hả Quân? Dạ, đúng rồi. Mình ở với ai? Dạ, mình ở trọ đó hả? Rồi. Bây giờ thì chúng tôi muốn nghe một cái ưu điểm khuyết điểm của nhà gái. Nhà sao có người nhắc đó, nhà gái của tôi là vậy, sao nhà trai thì sao nào? À, em thì cũng em là một người người năng động, em có một cái năng lượng tích cực và em có thể truyền năng lượng tích cực đó cho những người nhân viên. Thì em làm cái khâu nào thì em làm em sử dụng bên cho vay được rất là kỹ ha. Phải đọc thẩm định người kiểm tra kỹ càng cho vay đúng không? Dạ thì nói chung là cái đó theo quy định thôi, còn cuối cùng mình cho vay còn cũng không thì được thì em thấy một người sống thực sự là tình cảm nhưng mà cũng tình yêu tư là thì cũng hơi là vì nói luôn đi, tình yêu là làm sao? Trước giờ thì anh có ba mối tình. Thì mối tình đầu tiên là khi còn đi học thì chúng mình cùng học sinh thì nhưng mà cầu hoa của anh và cái mối tình thứ hai thì cũng một bạn nữ nhưng mà quen được thời gian ngắn thì mối tình kế tiếp thì mối tình cuối cùng đó là cái mối tình cũng quen được cũng gần 3 năm cũng rất là sâu đậm mà có thể là mình tiến tới với nhau. Thì con đang cứu ở công việc quá, mình muốn làm nhiều thứ, mình cũng muốn ký tới hôn nhân mà cũng bạn đang ở công việc cũng muốn, nhưng mà con đang thấy là mình chưa có không đáp ứng được gì đó. Trời ơi, thật sự ta mà muốn lấy chồng chứ mình không lấy vợ mình bỏ ra vậy. Mà lúc đó còn yêu không? Có yêu mà bỏ ra. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi? Cũng
mà nó còn bây giờ muốn lấy vợ chưa, để tôi bay qua tôi hỏi khi ta muốn lấy chồng không lấy tôi hỏi mà nữa à. Muốn lấy vợ chưa? Sáu tháng lên năm. À, thì nói chung cái phần này thì anh cũng có chuẩn bị rồi, lại thì tôi làm cũng có để dành được một cái đất nhỏ ở quê. Quê những đất là từ vùng này là dạ kinh doanh đủ là trồng ra luôn cá sống luôn thôi, coi như là cũng có tích góp rồi. Nhà gái của chúng ta thì sao, mình cùng nguyên của em như thế nào? Dạ, mất là em quen được em nhất, em năm năm. Thì